chương trình sẽ đến với bé Tường Minh và bé Anh Khoa. Mời hai con. Ba con sáng tác nhạc nhiều, con thích những bài nào? Dạ, con quên mất tiêu ạ. À. Quên luôn, lấy quà ra đi. Dạ rồi. Mời thân thỏ ạ. À. Trời ơi, một hồi mà ông thần ông té chắc tôi cười chết. Tên, tên, ta lên. Cái này là gì đố con? Cái này là mình bỏ nước vô, mình gạt cái này là mình sẽ bị phun nước vô. Không, cái này là trái bơm. Còn đây là quả địa cầu thông minh. Dạ. Ai thích món này? Con thích món này, con thích món nào? Dạ, em thích món này. Rồi, ok. Đây nè, thì chú Thành nói cho con nghe nè. Cái quả địa cầu này nó làm bằng 3D, nó có cảm ứng ở trong này. Khi con tải một cái app về trong điện thoại á, có cái ánh đèn, con soi tới đâu là nó hiện ra là ở vùng đất đó có con gì sinh sống. Dạ. Ăn cái gì, văn hóa ra làm sao, có nó hay lắm á. Con có thích cái này không? Dạ có. Vậy con thích cái này hả? Ừ rồi, hay nó chia, đi về, coi thi. Vậy luôn hả? Phải thi chứ. Thi chứ, nói giỡn, thi chứ. Tạm đi coi ai hả? Thi, ít lại. Thi. Ít lại. Con thắng rồi. Còn thi trước hay thi sau? Thi trước. Trước hả? Trời ơi, hay quá con ơi, vô. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi của bé Anh Khoa trong Nhanh Như Chớp Nhi. Hai phút bắt đầu. Con phải mời ông bà trước khi ăn hay là sau khi ăn cơm? Trước khi ăn. Chính xác. Vậy nếu như con không mời thì ông bà có được phép ăn không? Dạ được. Vì sao? Bởi vì ông bà là lớn tuổi, mình phải đợi ông bà ăn chứ mình không được ăn vụng. Chính xác. Mẹ ru bé có ý nghĩa là mẹ muốn cho bé ngủ hay là mẹ muốn cho bé nghe bài hát mà mẹ đang ru? Cả hai. Không cãi được. Lên. Trời, chính xác. Nghe xong mới ngủ. Nếu mẹ đọc truyện mà bé không ngủ thì bé có đọc lại truyện cho mẹ nghe để mẹ ngủ không? Không. Mẹ, bởi vì mẹ là lớn rồi, em bé này nhỏ, em bé chưa biết nói mà. Chưa biết đọc luôn nữa. Ôi, chưa biết chữ luôn. Xuất sắc. Lên. Có lý. Người ta có lý của người ta. Có chí thì nên, có chí thì ngứa, có chí mình gãi. Trong ba câu đó, câu tục ngữ nào đúng? Có chí mình ngứa, có chí mình gãi, đúng không? Cả ba. Không, chính xác. Có hai câu hà. Không có câu tục ngữ nào là có chí là gãi hết nha con nha. Cái câu đúng là câu có chí thì nên. Có chí là có ý chí, quyết tâm của mình á. Thì có nghĩa là khi mà con có quyết tâm thì việc gì con cũng sẽ làm thành công, hiểu không? Ok. Tham thì thâm, thâm thì đen, mà đen thì thua. Theo con cái thành ngữ nào đúng? Không có câu nào hết. Không, chính xác. Ủa, là sao? Tham thì thâm là câu đúng nha con. Có biết tham thì thâm là tham lam quá, cuối cùng thì hậu quả đó, con hiểu không? Nha. Tiếp tục. Mẹ con đưa con đi học mà mẹ khóa cửa lại. Mẹ quên mang chìa khóa. Tại sao lúc chiều mẹ đưa con về nhà, mẹ với con vẫn vô nhà được? Bởi vì mẹ có hai chìa khóa, một chìa khóa mẹ giữ, còn một chìa khóa mẹ ra trong đó. Nhưng mà mẹ quên luôn, mẹ quên chìa khóa luôn thì sao? Không lấy chìa khóa sao khóa cửa lại được chú? Không, lúc đầu mẹ có lấy chìa khóa, mẹ khóa cửa rồi sau đó mẹ để quên chìa khóa trong sở làm. Làm cách nào để vô được nhà con? Làm cách nào vô nhà được? Nhà mẹ có hai cái cửa đúng không chú? Thôi kệ, con thông minh, chú cho con lên. Câu này lát chú hỏi bạn kia coi bạn kia biết không nha. Tiếp tục. Mẹ đang nấu cơm, ba đang sửa điện, bà nội đang ngồi chơi, bé thì uống sữa Fristy, xong kêu mẹ, kêu ba hay kêu bà nội vứt hộp sữa? Mình phải tự vứt chứ mình không được sai hết. Xuất sắc, lên. Chơi bóng rổ là chơi bóng với cái rổ hay thảy bóng vào trong cái rổ? Ném bóng vào rổ và chơi bóng rổ. Chính xác. Vì chơi bóng bàn là chơi bóng bằng cái bàn, chơi bóng trên cái bàn hay chơi bóng dưới cái bàn? Không có chơi bóng ở chỗ nào hết. Không, chính xác.
Bóng bàn định chơi bóng trên cái bàn nha con. Thời gian đã hết. 5 câu. Cũng giỏi rồi. Quá giỏi. Anh Khoa ơi, con trả lời được 4 câu đó. Bây giờ mình sẽ mời bạn tiếp theo xem bạn tiếp theo trả lời bao nhiêu câu nha. Rồi, xin mời bé Tường Minh. Rồi, cảm ơn anh Hùng Sữa. Rồi, con như đây đứng nha. Bạn khoe liền 4 câu đó. Ủa là. Rồi, mời con lên sân khấu. Chúng ta đến với phần thử thách của bé Tường Minh trồng nhanh như chớp nhí. Tường Minh ơi, con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Câu hỏi số 1. Nguyễn Hải Phong dạo này sáng tác bao nhiêu một bài? Bỏ. Chú hỏi chơi thôi. Bây giờ mới ra câu hỏi chính thức. Con phải mời ông bà trước hay là sau khi ăn cơm? Mời ông bà trước. Chính xác. Vậy khi con chưa mời thì ông bà có được phép ăn cơm không? Không. Không, chính xác. Trời. Mời ở đây có nghĩa là cái lời mời là con mời ông ăn cơm. Đó là cái lời mời của con thôi. Nhưng mà nếu con không mời thì ông bà vẫn ăn. Tại ông bà là lớn hơn con, ông bà được quyền ăn. Đúng không nè? Đúng rồi. Mình không mời có nghĩa là mình đã quên, là mình là có lỗi rồi. Nha con nha. Dạ. Yeah. Tiếp tục. Khi mẹ hát ru có nghĩa là mẹ muốn cho con ngủ hay là mẹ muốn con nghe cái bài hát mà mẹ ru? Hi, how are you? I'm fine. Sao con? Cả hai. Chính xác. Giỏi quá. Yeah. Thật ra thì mẹ cũng muốn con nghe bài hát mà đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Khi mẹ đọc truyện cho con ngủ mà đọc hết truyện rồi con không ngủ, con có thức dậy đọc truyện ngược lại để cho mẹ ngủ không? Không, mẹ tự ngủ. Cũng chính xác. Đúng rồi. Cái câu này trả lời chính xác nhất là buổi tối là mình phải đi ngủ ha. Dạ. Đó, mình phải ngủ trước bố mẹ nha con nha. Dạ. Tiếp tục. Có chí thì nên, có chí thì ngứa, chỉ có chí mình gãi. Trong ba câu đó câu tục ngữ nào đúng? Chí là chờ y chi hả? Chờ y chi. Hình như là chí thì nên. Chính xác. Giỏi quá. Ok, tiếp nè. Tham thì thâm, thâm thì đen, đen thì thua. Theo con cái thành ngữ nào đúng? Tham thì thâm. Chính xác. Tham thì thâm có nghĩa là mình tham lam, thế nào mình cũng nhận hậu quả thôi. Nha con nha. Tiếp tục. Sáng mẹ dẫn con đi học, mẹ khóa cửa, mà chiều mẹ đưa con về mà mẹ quên cái chìa khóa chỗ làm. Tại sao mẹ với con vẫn vô nhà được? Nhà con thường có mấy người? Nhà lúc này là nhà, gia đình đi ăn ốc hết rồi nha. Cô Khánh nha. Hai mẹ con ở ngoài thì sao nữa, còn ai nữa nè? Nhờ ba mở cửa. Ừ, chính xác. Năm câu rồi. Tiếp tục. Mẹ đang nấu cơm, ba đang sửa điện, bà nội đang ngồi chơi. Con uống sữa Frisbee xong rồi con kêu mẹ, kêu ba hay kêu bà nội con đi dục? Biết rồi. Mình tự đi dục. Chính xác. Bởi vì mình lớn rồi. Đúng rồi, lớn rồi, không được làm việc rồi lớn. Chơi bóng rổ là con chơi bóng với cái rổ, hay con thảy bóng vào trong rổ, hay là con chơi với chú anh Đức, hay là con quán ốc giờ này bán được không ta? Được, em đang chọn. Có phải là trong hai từ này là chỉ có vậy thôi hả? Chỉ có một từ đúng thôi. Chỉ có một từ đúng thôi hả? Đúng rồi. Chơi bóng với lại cái rổ. Sai bét luôn. Không, chơi bóng với cái rổ với lại chơi ném bóng vô cái rổ. Chính rồi, xác. Chính xác. Biết bóng bàn không? Dạ biết, con chơi rồi. Chơi bóng bàn là đánh bóng bằng cái bàn, hay là chơi bóng trên cái bàn, hay chơi bóng dưới cái bàn? Chơi bóng dưới cái bàn và chơi bóng trên cái bàn. Không, chính xác. Mẹ. Chơi bóng trên cái bàn thôi con, chơi bóng dưới bàn sao chơi con? Chơi bóng dưới cái bàn lấy đâu mà đánh? Bà cũng đã hết rồi, cảm ơn con trai. Yeah. 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 Rồi á. Thắng rồi, tôi thắng rồi. Nhớ lấy quả địa cầu có 4 đại dương nha. Hiện tại bé Tường Minh đã trả lời được 7 câu và bé Anh Khoa còn trả lời được 4 câu đó. Nhưng mà không sao, tuy là tỷ số 2-0 nghiêng về chị Lê Khánh, mà chúng ta thua cái này bài cái khác con ha.
còn hai người nữa mà mình lo gì. Bây giờ mình đi chọn quà trước nghe. Rồi con chạy lại chọn trước đi. Rồi tới con. Có thì cậu có bốn đại dương.